nay mình sẽ quay cách sơ chế gà nhé, làm sao cho gà nó sạch này. Nhầm. Giờ mình sẽ đi sơ chế gà nhé. Gà thì các bạn sẽ cho muối vào, các bạn sát hết phần mình bên ngoài này, để cho nó hết cái phần lông con đi nhé, nhất là cái phần cổ và phần đầu ấy, lông nó bám đi rất là nhiều và rất là bẩn. Các bạn sát nhiều muối vào cái phần đầu và phần cổ và pha câu cho mình để cho nó thật sạch đi, cạo hết những cái bám bẩn đi ha, cho nó thật sạch đi cho mình nhá. Cho mình muối vào cái phần họng nữa này để mình sát ấy. Như vậy thì nó sẽ hết sạch ấy. Các bạn sát xong rồi thì các bạn ngâm cho mình khoảng 5 phút để cho muối nó bám hết vào cái chân lông con gà này, thì khi mà chúng ta rửa lại thì nó sẽ hết sạch những cái phần tanh, phần hôi đi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đợi 5 phút sau mình xả nước vào. Sau khi 5 phút rồi mình sẽ xả hết nước vào nhé. Và để cho gà ráo nước rồi mình sẽ đi bó gà nhé. Các bạn xem cái cách này để các bạn sẽ làm gà cúng, gà Tết nhé. Gà thắp hương giao thừa nhé. Rất là đẹp mắt mà lại đơn giản đấy. Chỉ cần một sợi dây thôi chúng ta sẽ bó được. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bó gà luôn nhé. Các bạn sẽ quặp cái phần chân vào trước cho mình. Để quặp cái phần chân này để các bạn vận động cái cơ chân của nó trước đã. Và các bạn khía một đường mỏng nhỏ hoặc không cần cũng được, ở dưới cái chỗ khớp chân ấy, không cần cũng được, các bạn chỉ cần quặp chân lại như vậy để chân nó ôm vào cái đùi ấy. Đấy, cái bên cạnh cũng vậy, chúng ta sẽ ngoặc. Để cho dễ ngoặc ấy, thì các bạn khía cho mình một chút ở cái chỗ khỉu chân ấy, giữa đùi vào chân ấy. Đấy. Để các bạn ngập lại cho mình như này nhé. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ xong được cái phần đuôi rồi, phần dưới rồi. Và bên phần đầu thì các bạn lấy hai cái cánh này, các bạn giữ vào cái phần đầu nhé. Và mình sẽ xiên một cái dây chung quanh cái miệng, trên cái miệng ấy, chỗ bụng đấy. Cho cái dây à, các bạn dùng dây gì cũng được nhé. Đấy. Đấy. Trên cái miệng ấy, sau chúng ta sẽ cố định cái dây này vào cái cổ, vào cái cánh, tay hai cánh quặp vào để cho vào cái cổ nhé, để giữ cái cổ nhé. Sau chúng ta dùng cái dây này để chúng ta buộc chặt lại và phần đầu cánh dưới này. Đấy. Buộc chặt lại vào cái phần đầu cánh dưới như vậy. Các bạn buộc chặt như vậy là chúng ta đã xong cái phần bó gà nhé. Nó rất là đơn giản, cái cách này là cách thông dụng nhất chúng ta sẽ dùng để chúng ta bó gà lễ Tết nhé và cúng giao thừa nhé. Bây giờ mình chỉ cần cho lên mình luộc thôi nhé. Và xong cái cách bó và luộc gà làm sao cho nó ngon thì bây giờ các bạn cùng vào bếp để làm với mình nhé. Nhìn thấy con gà của mình bó xong nó rất là đẹp. Bây giờ mình luộc gà nhé. Bây giờ mình đun sôi một nồi nước đến khoảng 40 độ thì mình cho gà mình vào mình luộc. Cái phần bó thì mình đã bó xong rồi đấy ạ.